xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 2 tháng 11 năm 2021, thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em lại cập bến thêm nhiều những cái dòng hàng lan mới về đẹp, những cái mặt hàng kg, những cái dòng hàng lan thuần sẽ nở hoa xuân, hoa Tết, rất là nhiều những cái lựa chọn để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho sân vườn của nhà mình ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm cước phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng ạ. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em hôm nay đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái lô long tu xuân. Dòng long tu xuân này thì hoa sẽ nở vào thời điểm Tết hoặc là đầu xuân. Và hàng bây giờ cũng như cô chú anh chị nhìn thấy rồi đấy ạ, hàng thì đã hoàn toàn là xuống hết giá lá rồi, nên là tầm ghép quá đẹp để cô chú anh chị vào vườn cũng như là để chơi hoa cho mùa xuân hay là Tết tới này cô chú anh chị nhé. Em bán dòng long tu xuân này với giá là 220.000 cho 1 kg. Cái dòng hàng này thì cái hàng rừng thì không tránh khỏi những cái gãy, một số có thể là bị gãy dập thân đâu cô chú anh chị nhá. Trong một rề thì cũng sẽ có thân già nhiều hơn thân tơ, đó là cái đặc điểm của dòng hoàng thảo cái hàng rừng đấy ạ. Là cái khi mà cô chú anh chị đặt hàng thì lưu ý giúp em. Và bên này thì hôm nay em vừa mới về một cái lô hài kim tươi roi rói luôn, và có khá là nhiều những cái rề khá lớn cô chú anh chị này. Và dòng hàng này thì bây giờ đang ngậm nụ bởi vì nó sẽ nở vào cái thời điểm Tết, cái dòng hài kim này này, hoặc là đầu xuân ấy, nên là thời điểm bây giờ đang là thời điểm cũng là thời điểm ngậm nụ. Em bán với giá là 250.000 cho 1 kg nhé. Còn bên này là kiều vuông mỡ gà, bản lá tròn vo và thân lùn rất là đẹp luôn. Kiều vuông mỡ gà này thì em xin phép được bán với giá là 220.000 cho 1 kg. Bản lá tròn xoe cực kỳ là đẹp luôn á. Và bên này đây là kiều vuông cánh trắng này cô chú anh chị này. Đó, hàng tươi mướt mượt mượt như vậy đấy ạ. Dòng kiều vuông cánh trắng thì thân lùn ngắn, nên là khi cô chú anh chị sở hữu 1 kg hoặc là nửa kg thoải mái được những giò kiều rất là đẹp rồi đấy ạ. Với giá em bán cũng 230.000 cho 1 kg nhé, kiều vuông cánh trắng đấy ạ. Và bên này đây thì em có hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ. Cái dòng hàng này thì cũng sẽ hứa hẹn cho cô chú anh chị có một mùa vàng rực rỡ ở mùa xuân tới này. Với giá em bán chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi, với những cái môi tua, với những cái bông hoa vàng rộm, môi tua rất là độc đáo và đẹp luôn. Dáng hương đuôi sóc này, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Dáng hương đuôi sóc cây khá là lớn nhá. Cái lô hàng cây khá lớn và lá xếp cực kỳ là đẹp luôn như thế này đấy ạ. Đó, và dáng hương đuôi sóc thì em xin phép được bán với giá là 130.000 cho 1 kg. Sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp này. Hoàng thảo hoàng lạp em bán với giá là 130.000 cho 1 kg hoàng thảo hoàng lạp. Hoàng thảo hoàng lạp đấy ạ. Đấy cô chú anh chị này, hàng vừa về rất là đẹp luôn đấy ạ. Dòng này là cực kỳ là dễ thuần, dễ chăm luôn nhá cô chú anh chị nhá. Sang bên này là hoàng thảo vảy rồng. Lâu lắm rồi thì em mới có cái lô hoàng thảo vảy rồng về. Nó sẽ nở hoa thời điểm xuân với những cái chùm hoa vàng rực rỡ luôn ấy ạ. Đó, với những cái rề rất là xinh như thế này này cô chú anh chị này. Đấy, rề hoàng thảo vảy rồng rất là xinh luôn ạ. Em bán với giá cũng 100. Hoàng thảo vảy rồng em bán với giá là 120.000 cho 1 kg hoàng thảo vảy rồng nhá cô chú anh chị nhá. Và sang bên này đây thì em có cái lô kiếm tiên vũ, hàng 100% là hàng lá ngắn, thân côn lùn, hàng lựa chọn rất là đẹp luôn. Đó, hàng rừng về thì không tránh khỏi là sẽ có thể là bị vàng một chút xíu lá, nhưng riêng dòng kiếm thì như cô chú anh chị biết rồi, cực kỳ là dễ thuần, dễ chăm ấy ạ. Em bán cái hàng này với giá là 110.000 cho 1 kg, dòng kiếm tiên vũ, hàng thân lá ngắn nhé cô chú anh chị nhé. Và bên này đây là cái lô kiều vàng này, hàng không thân không quá dài và cũng không quá ngắn ạ. Nói chung là vừa tầm rất là đẹp luôn ấy cô chú anh chị. Dòng hàng quốc dân ạ, với những cái chùm hoa vàng rực rỡ luôn. Nó sẽ dài khoảng tầm 60 sen đổ lại thôi cô chú anh chị này. Nói chung là không quá dài và cũng không quá ngắn, rất là tươi và đẹp. Đây là hàng rừng mà cô chú anh chị có thể nhìn thấy là cái thân tơ mướt mát, giống y như là cái hàng bóc ở vườn luôn. Đó. Phải nói là cái lô hàng về rất là đẹp luôn như thế này. Em bán hàng này với giá là 180.000 cho 1 kg kiều vàng cô chú anh chị nhé. Đây là toàn bộ cái lô này cô chú anh chị này.
Và bên này đây thì em có hai lô giáng hương tam bảo sắc. Đây là dòng giáng hương tam bảo sắc Tây Bắc nhé, cô chú anh chị nhé. Nói chung là dòng giáng hương tam bảo sắc hàng Tây Bắc ấy, thì nhìn nó không đẹp mã. Tuy nhiên thì em đảm bảo cô chú anh chị rằng là nó là cái dòng lan mà dễ thuần hơn bất kỳ cái dòng tam bảo sắc ở các vùng miền nào. Hai lô giáng hương tam bảo sắc này, mỗi một lô như vậy thì em bán với giá là 50.000 cho một lô. Đấy, mỗi một lô như vậy. Hoa thơm thì tuyệt vời luôn rồi, dòng giáng hương tam bảo sắc này. Bên này thì em có một cái lô này gọi là cái lô cẩm báo này, kèm thêm một cây cáo xếp xinh này. Lô cẩm báo này em bán với giá là 70.000 cho lô cẩm báo này trên 10 cây. Và bên này thì em có hai lô hài đâu xanh. Lô này em gọi là lô số 1 này. Có 3 dề nhá, cô chú anh chị nhá. Có 3 dề hài dâu xanh như vậy. Dạ. Lô số 1 này em bán với giá là 55.000. Và lô này là gọi là lô số 2 này. Lô số 2 thì khá là nhiều cây rời. Đẹp như vậy em bán 60.000 cho lô hài dâu xanh số 2. Bên này sẽ là em có hai cái lô này gọi là hai lô hoàng thảo nhất điểm hồng. Cái dòng nhất điểm hồng nhá. Nhất điểm hồng này, hai lô này em bán mỗi một lô như vậy với giá là 70.000. Thoải mái cô chú anh chị, là một giò rất là đẹp luôn. Đấy. Đảm bảo cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa rất là xinh ở cái mùa xuân tới này ạ. Và bên này thì em có ba lô quế tím nhá. Mỗi một lô như vậy thì mỗi một lô như thế này này cũng thoải mái cho cô chú anh chị có những cái giò quế tím rất là đẹp thưởng thức ở cái mùa xuân tới này rồi. Lô này em gọi là lô số 3. Đấy. Lô số 3 em bán với giá là 70.000, cây khá là lớn như thế này. Đó, đây là lô số 3 nhé. Và bên này là lô số 2. Lô số 2 này thì cây nó có phần là nhỏ hơn này. Thì số cây của nó chắc phải tầm mười mấy 20 cây gì đó ấy ạ. Thì cái lô số 2 này thì em xin phép được bán hình này với giá là 60.000. Và bên này là lô số 1 này. Đó, nhỏ nhưng mà cực kỳ là có võ luôn. Như cái cây này thì vừa rồi là đều đã cho hoa rồi này cô chú anh chị này. Đó. Cái lô này, lô số 2 này cũng mười mấy 20 cây gì đó. Em bán hình này với giá là, phần số 1 chứ, 60.000 nhá. Và bên này thì hôm nay em vừa cập bến một cái lô hồ điệp lá biên, hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Cái dòng hàng là một cái sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa sắc đẹp của bông hoa và cái thân lá. Và hàng này thì đến Tết này chắc là cô chú anh chị vẫn được thưởng thức hoa nhé. Bởi vì cái độ bền của hoa này thì nó sẽ rơi vào trên 2 tháng là độ bền của dòng hồ điệp ạ. Đây là những cái cây hồ điệp ở cái cốc 3.5, tức là cốc to, cốc rất là to ấy ạ. Cốc to ấy ạ. Và mỗi một cây như vậy thì sẽ có 3 ngồng hoa, 2 ngồng hoặc là 3 ngồng nhé cô chú anh chị nhé. Có thể là có 2 ngồng hoặc có 3 ngồng. Em thấy là, đâu xem nào. À có 2 ngồng, 3 ngồng, 2 ngồng hoặc là 3 ngồng. Thì em bán một chậu như vậy với giá là 90.000 cho một chậu này. Đấy, cây thì cũng khá rơi vào 3 cặp lá cô chú anh chị này, 3 4 cặp lá như thế này. Đấy, tính cả lá chân nữa là 4 cặp lá, 3 cặp lá cô chú anh chị ạ. Và nó rơi vào là 3 ngồng hoa. Đấy, đa số là 3 ngồng hoa. Cái bộ rễ thì rất là khỏe và đẹp như thế này. Đấy cô chú anh chị nhá. Đấy, cây rất là khỏe luôn. Em bán là 90.000 cho một chậu thôi. Đó, và trong quá trình vận chuyển thì nhiều khi thì cái hàng này ấy thì bọn em sẽ cố gắng mà giữ, nhưng mà ví dụ như ba ngồng hoa thì mà bị gãy đi mất một ngồng hoa thì cô chú anh chị cũng phải hết sức thông cảm, bởi vì là cái ngồng của nó ấy thì nó cũng rất là mỏng manh như thế này. Còn nếu như trường hợp mà nó ảnh hưởng lớn quá thì chắc chắn là bọn em sẽ phải trừ cho cô chú anh chị. Còn nếu mà gãy mất một ngồng thôi chẳng hạn như thế thì em cũng sẽ trừ, nhưng mà cái lượng trừ của nó thì cũng sẽ nhỏ hơn, là cô chú anh chị cũng phải hết sức thông cảm cho em nhé. Còn bên này sẽ là dòng kiếm. Đây là hàng gieo hạt của Việt Nam mình ạ. Từ những cây kiếm gọi là đột biến đẹp bậc nhất của rừng Việt Nam cô chú anh chị nhé. Và hiện tại thì em có cái dòng kiếm này là xanh Huế lai với cả phan trí. Phan trí lai xanh Huế. Nếu như cô chú anh chị mà theo dõi nhiều thì cô chú anh chị biết rằng là dạo gần đây thì những cái cây kiếm gọi là dòng gieo hạt này, sổ hoa, những cái mặt bông phải nói là rất là giống với cả cây cây mẹ, mà mặt bông cực kỳ là đẹp luôn ấy cô chú anh chị, rất là giá trị luôn nhé. Thì ở đây là xanh Huế lai với cả phan trí. Phan trí lai xanh Huế ạ. Cái chậu này em bán là 100, em bán với giá là 180.000 cô chú anh chị nhé. Cái hàng này thì nói chung ấy tầm bây giờ thì có thể lá của nó có thể là mình không thể nào mà giữ được 100% là đẹp được hết. Cây này là cây phan trí lai đại long đao. Phan trí lai đại long đao đấy ạ. Một chậu rơi vào 3 cây. Em bán với giá 160 của chú anh chị nhé.
Hôm nay thì em cũng vừa mới lên mạng thì thấy rằng là có nhà vườn vừa mới sổ xong cái bông hoa của dòng Phan Chí Lai với Đại Long Đao ấy. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn cô chú anh chị ạ. Hàng này thì hàng chuẩn, cây giống từ hàng từ những cái cây đấy gieo hạt lên cô chú anh chị nhá. Nói chung là giá thì so với cả những cái cây gọi là cây cây mà tách thân ấy thì nó không thấm gì ạ. Còn cây này là cây 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 Hồng Nhật Minh cô chú anh chị này. Rất là đẹp luôn. Một chậu sẽ khoảng tầm một mẹ hai con. Đó, em bán 120.000 cho một chậu này, một mẹ hai con cô chú anh chị nhá. 120.000 cho một chậu Hồng Nhật Minh. Đấy, chưa biết là cái mặt hoa của nó như nào nhưng thân lá đã khác nhau hoàn toàn như vậy rồi. Và bên này thì em có một cái chậu đen đô xuân này. Hàng này hàng trồng thuần của vườn Việt Nam mình ạ. Hàng này thì sẽ nở hoa vào thời điểm Tết này cô chú anh chị này. Đó, nhìn thân căng lù như vậy ạ. Chậu đen đô xuân này em bán là 180.000 nhá. Một chậu duy nhất thôi. Còn sang bên này đây là những cái bảng trầm trắng này. Mỗi một bảng trầm trắng như vậy thì em thấy là nó sẽ rơi vào ít nhất là 3 cây. À, nó sẽ rơi vào khoảng 3 thân. Nói chung là đều đều là 3 thân cô chú anh chị này. Đó, 3 thân thì trong đó cũng sẽ có thân ngắn thân dài nhá. Và hàng này là hàng cấy mô. Nên là cấy mô từ cái cây trầm đột biến ở rừng ấy ạ. Nên là em sẽ bảo hành chuẩn mặt hoa như thế này cho cô chú anh chị. Khi cô chú anh chị đặt hàng với em ở những cái bảng trầm này cô chú anh chị nhá. Đó, mặt bông hoàn toàn chuẩn hàng trầm rừng trắng và rất là đẹp như thế này. Đó, thì một cái bảng trầm trắng như vậy thì em xin phép được bán chỉ có 130.000 cho một bảng thôi cô chú anh chị nhé. 130.000 cho một bảng, cô chú anh chị có thể sưu tầm ngay một cái giò trầm đột biến của rừng ạ. Và bên này thì em có những cái giò sơn thủy tiên này, nụ luôn đây cô chú anh chị, rất là nhiều thân nhé. Dòng sơn thủy tiên thì nó sẽ nói chung là nó sẽ dày bông hơn cũng như là cánh dày hơn nhé. Trên một chùm hoa nó sẽ dày bông hơn, bền hơn cũng như là cánh hoa sáp dày hơn ạ. Em bán một chậu sơn thủy tiên như vậy so với cái hoàng lạp ấy nó sẽ hơn nhé. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ 220. Và bên này là những cái chậu kim điệp xuân này cô chú anh chị này. Những chậu kim điệp xuân như thế này ạ, rơi vào ít nhất là 6 7 8 thân hoa, 2 4 6 8 thân hoa nhé. 8 thân hoa và cái dòng kim điệp xuân này mùa này thì đang bắt đầu là xuống lá rồi. Đấy, đang bắt đầu là xuống lá nhé cô chú anh chị mình nhá. Những cái chậu như thế này đủ cô chú anh chị có một mùa vàng rực rỡ ở mùa xuân tới này rồi đấy ạ. Em bán là 130 à 170.000 cho một chậu và thân của nó sẽ chỉ dài độ 20 cm trở lại và 10 cm trở lên, 12 cm trở lên thôi nhá cô chú anh chị nhá. Đó là đặc điểm của dòng kim điệp xuân đấy ạ. Và sang bên này đây là em có những chậu kiều lộc bắc này, chậu nào cũng như chậu nào. Hàng này thì nó sẽ nhìn như vậy thôi nhưng mà khi mà ra hoa thì cũng rất là đẹp luôn. Một chậu như vậy thì rơi vào 5 6 thân tơ cô chú anh chị ạ. 5 6 thân tơ đều đều như vậy nhá. Em bán một chậu xanh và đẹp như vậy kiều lộc bắc ạ, với giá chỉ có 170 cho một chậu này cô chú anh chị này. 170 cho một chậu kiều. Đấy, khoảng tầm 4 5 6 thân trở lên. Tùy cái độ to nhỏ. Nếu mà chậu nào mà to ấy, thân to mập ấy thì nó sẽ rơi vào 4 thân. Như chậu này thì em thấy là rơi vào 4 thân to và một số những cái thân mầm đang lên ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ nhá cô chú anh chị nhá. Đây sẽ là những cái chậu vũ nữ và trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng vũ nữ Baby Sô Cô La. Dòng vũ nữ Baby Sô Cô La này hàng hiện tại là 100% là đang nụ như thế này. Về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức ngay những cái bông hoa đỏ đậm sô cô la mùi hương rất là tuyệt quyến rũ ngọt ngào luôn ấy ạ. Em bán với giá là 140 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Vũ nữ sô cô la baby ạ. Đa hàng đang nụ như vậy này. Đó. À, đây ạ. Một chậu thì rơi vào khoảng tầm 3 giả hành. À, 3 giả hành nhé cô chú anh chị nhé. Hàng thì nó đang nụ. Còn bên này là em có những cái chậu đây là vũ nữ hoàng hậu xanh ạ. Vũ nữ hoàng hậu xanh này em cũng bán 140 cho một chậu và cái dòng vũ nữ hoàng hậu xanh này thì hiện tại là thân nó đã căng khỏe và chuẩn bị nụ rồi ạ. Đó, và đặc điểm của cái dòng vũ nữ hoàng hậu xanh này ạ thì nó sẽ khi mà sổ hoa với những cành hoa cực kỳ là dài thoải mái, cô chú anh chị mình có thể tạo dáng theo cái sở thích của mình ạ, theo cái gu thẩm mỹ của mình nhá. Và đây là những cái chậu vũ nữ hoàng hậu xanh này. Những cái chậu chỉ vừa tầm như cái chậu mà em đã bán thôi mà người ta có thể tạo ra được những tác phẩm rất là tuyệt vời như thế này này cô chú anh chị này. Hãy 140 cho một chậu nhá. Đây nhá, cô chú anh chị cùng xem lại cho em cái lô kiều vàng này. Còn bên này đây là em có những cái chậu hoàng nhạn. Đây là dòng hoàng nhạn mà đây là hàng cũng là hàng cấy mô từ những cái cây hoàng nhạn đột biến ở rừng nhá cô chú anh chị nhá. Nên là cái hàng của nó khả năng chắc chắn là sẽ rất là chuẩn cái mặt bông của dòng hoàng nhạn đột biến của rừng ạ. Em bán một cái chậu hoàng nhạn ra như vậy, chậu sẽ có hai cây, trong đó thì sẽ có một cây cao một cây thấp nhá. Cây cao cây thấp như vậy đã, tức là cây mẹ cây con ấy ạ. Đó, thì em bán một chậu như thế này với giá là 200.000 cho một chậu hoàng nhạn ra nhá.
được cấy mô từ những cây nhạn va rất là đẹp ở rừng ấy ạ. Và tiếp sang bên đây là sẽ là rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp nhá, mà em đã chia ra theo từng hình rồi để cô chú anh chị có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những cái phần lan gọi là ưng ý nhất ạ, những cái chậu lan thuần, những cái phần hàng lan rời ưng ý nhất để chơi hoa Tết nhá, hoa hay là hoa xuân nhá cô chú anh chị nhá. Em xin được bắt đầu từ những hình đầu tiên trở đi này. Trước tiên thì em còn có, hôm nay thì em còn có duy nhất hai cái hình hài hồng thôi ạ. Một trong ít những cái dòng lan hài vừa có sắc vừa có hương. Cái hình hài hồng này thì em có tất cả là 4 cây ạ. 4 cây hài hồng ở đây này cô chú anh chị này. Dễ thuần dễ chăm, hoa cực kỳ là đẹp. Hài hồng hình này em xin phép được bán với giá là 140.000 cho 4 cây. Hình hài hồng số 2 ạ, có tất cả là 5 cây này. Hài hồng số 2 có tất cả là 5 cây ở đây nhá. Về đến cô chú anh chị có thể là nó sẽ héo một chút, nhưng mà đảm bảo cô chú anh chị trồng chỉ vài khoảng tầm 3 ngày lại thì nó sẽ tươi lại như cũ ạ. Hình này em bán với giá là 140.000 cho hình hài hồng số 2. Bên này là hình số 3, là một cái cây, một cái hình đai châu Thái. Hàng Thái nhá cô chú anh chị nhá. Một cái cây lá mít bản lá dày cộp luôn này. Hai cây này cô chú anh chị này, hai cây rất là đẹp, hiện tại đang bắt đầu là nhú nụ rồi ạ. Hàng này là hàng hai cây này thì em chưa thấy có nhú nụ đâu ạ. Hàng này là hàng trồng thuần của Việt Nam mình ấy cô chú anh chị. Năm ngoái thì cây này có nụ rồi. Hiện tại thì em vẫn thấy là nó chưa có nụ. Năm ngoái là cây này có hai nụ à, đây rồi. Có nụ đang ra ngách ở đây rồi, đây cô chú anh chị này. Đấy, hai cây này chắc chắn là năm tới này cô chú anh chị sẽ được thưởng thức mỗi cây là hai cái ngồng hoa luôn ấy ạ. Em bán hình này với giá là 220 nhé, hai cây mập nú luôn. Đó, dòng châu Thái, hàng trồng thuần vườn của Việt Nam mình và được bóc trụ ra. Tiếp theo là hình số 4. Cái hình này thì em cũng có hai cây. Đấy, hai cây này thì em xin phép đấy, cây này thì hoa tím lịm tim luôn ấy, không biết là cái sắc hoa của nó sẽ như thế nào. Hình này thì em xin phép được bán với giá là 260.000. Tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 này có 4 cây ạ. 4 cây đang nhú nụ này, như cây này đang nhú nụ này. Đấy. 4 cây như thế này thì em bán hình này với giá chỉ có 230 nhá, quý anh chị nhá. Tiếp theo là hình số 6, hình này có 3 cây. Đây này. 3 cây này, nhiều cặp lá này của chú anh chị này, cây đây cây này bản mít rất là đẹp luôn. Đó. Có tất cả là 3 cây như thế này và cũng đang nhú nụ rồi này, quý chú anh chị này. Đây này. Đó, nhú nụ to đùng luôn đấy ạ. Đấy, cây này bản lá mít rất là to luôn. Cái này thì hơi đốm lá một chút. Cái hình gồm có 3 cây này này, em xin phép được bán với giá cũng 230.000 ạ. Tiếp theo là hình số 7. Hai cây nhá, cô chú anh chị nhá, hai cây rất là to này. Đấy, mỗi một cây này chắc chắn là sẽ có hai cái ngồng hoa. Hai cái ngồng hoa ít nhất nhá, cô chú anh chị, cây này đang cũng đang nụ này. Đó, cây này đang hai nụ ở đây, đang thấy một nụ ở đây. Đây hai nụ nhá cô chú anh chị nhá, thấy rõ hai nụ luôn. Cây dưới này cũng năm trước đã hai nụ rồi và hình này em bán 250. Và sang bên này sẽ là những cái hình kiếm tiên vũ ạ. Hình kiếm tiên vũ lá láng tít và hàng vừa mới khai thác ở rừng thì cô chú anh chị về có thể bắt những cái mặt hoa sổ số của dòng kiếm tiên vũ này. Đó, và dòng này thì thường là sổ những cái mặt bông rất là đẹp luôn, kiếm tiên vũ. Cô chú anh chị có thể mua hàng cân nhé, 101 trong một cân hoặc là mua theo hình này cũng được đấy cô chú anh chị này. Em có hình này gọi là hình số 8 ạ, em bán dề này, bản lá to tròn phải đến tầm gần 5 sen ấy, rất là đẹp luôn ạ. Cái lá to nhất ấy, em bán hình dề này với giá là 100.000. Hình tiếp theo hình số 9. Cái dề côn lùn rất là đẹp như vậy ạ. Cái dề này em bán với giá là 100.000, cũng là 100.000. Tiếp theo là hình số 10. Hình số 10 này là một cái dề rất là to luôn này cô chú anh chị này, và thân lá côn lùn bóng rất là đẹp. Hình này em bán với giá 160. Tiếp theo là cái hình số 11. Hình số 11 này có hai dề. Hai dề và một cái dề thì lá xanh mướt này. Cái lá to nhất này chắc phải rơi vào có khi phải tầm 6 lá sen ạ. Lá rất là to luôn đấy cô chú anh chị. Cái dề này thì hình này em xin phép được bán 130.000 nhá. Tiếp theo là hình số 12. Hình số 12 này em có hai dề ạ. Hai dề kiếm ở đây ạ, một dề lớn và một cái thân nhỏ như này này. Đấy, xòe rất là đẹp luôn, em bán hình này 100.000 ạ. Tiếp theo, hình số 13. Đây. Hình 13 này em bán với giá là cũng 110.000 nhá, hai dề ạ, rất là to đẹp luôn. Hình tiếp theo là hình số 14. Hình này có 3 4 dề gì đó, 4 dề. Đấy, thân ngắn ngắn rất là xinh. Cái hình này em bán với giá là 70.000 này. Hình số 15. Hình số 15 này thì em có tất cả là 3 dề ạ. Lô này em bán 60.000 nhá. Cái dòng kiếm tiên vũ thì cực kỳ là dễ thuần luôn. Nếu như cái chỗ như thế này cô chú anh chị về có thể ghép được hai giò, hoặc nhà vườn người ta trồng lên rẻ nhất người ta cũng phải bán tầm ít hơn nhất là 200. Đấy, mà rất là dễ trồng dễ chăm nên là cô chú anh chị không tội gì, em nghĩ rằng không tội gì phải đi mua cái hàng mà hàng người ta đã trồng thuần ấy ạ.
Hình này là hình tiếp theo, hình 16 này. Cả một lô như vậy em bán có 80.000. Hình số 17 này, 3 dề. 3 dề em bán, 3 dề này em bán với giá chỉ có 100.000 ạ. Sang bên này đây là những cái dề hoàng thảo chuỗi ngọc, những cái giò hoàng thảo chuỗi ngọc mà được đã trồng thuần 2-3 năm. Và hiện tại thì thân quá là chắc khỏe rồi. Đó, chứ không phải là còn non nớt mà rất là cứng cáp và rất là chắc khỏe, chuẩn bị cho nụ rồi. Những cái giò hoàng thảo chuỗi ngọc này này, độ bền phải trên 1 tháng nhá. Độ bền của sắc hoa trên 1 tháng. Không chỉ đẹp hoa mà còn đẹp thân lá. Em bao bảo hành chuẩn cho cô chú anh chị là khi cô chú anh chị sở hữu những cái giò hoàng thảo chuỗi ngọc này, chắc chắn năm nay sẽ sở hữu ngay một cái giò lan vô cùng là đẹp, một giò chuỗi ngọc vô cùng đẹp để thưởng thức hoa như thế này cô chú anh chị nhá. Bao đẹp luôn như thế này cho cô chú anh chị đi ạ. Đó, cái giò hoàng thảo chuỗi ngọc này, nên những cái thân căng mướt như thế này thì không đi đâu được mà không thể cho cô chú anh chị được ngắm những cái bông hoa tuyệt vời của nó nhé. Đấy, thân thì cũng không có lớn dài lắm, riêng chuỗi ngọc thì thân không dài lắm đâu. Như cái giò này thì 20 cm, hơn 20 cm đổ lại một chút xíu thôi. Đó, nhưng mà tất cả những cái thân căng như vậy thì đều sẽ cho hoa cô chú anh chị nhé. Em mà gọi hình này hình số 18 này, và cái giò này em xin phép được bán với giá là 180.000. Bình thường trước đây em bán hàng chậu ấy ạ, hàng chậu rơi vào khoảng tầm 8 thân hoa. Nhưng mà những cái giò này thì rơi vào bao nhiêu? 2, 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, nói chung là trên 10 thân hoa hết. Mười mấy thân hoa hết mà thân rất là cứng cáp cô chú anh chị nhé. Hình tiếp theo là hình 19, chẳng qua ở đây là cái bảng nó dàn ra như vậy ạ, nên là cô chú anh chị nhìn không thấy độ sum suê của nó thôi. Hình tiếp theo là hình số 19, cái bảng này em xin phép được bán với giá là 190.000 cô chú anh chị mình nhá. Hoa năm tới mà không đẹp thì cô chú anh chị cứ bảo em khi cô chú anh chị sở hữu những cái giò chuỗi ngọc này. Đấy, rất là đẹp luôn, không chê vào đâu được điểm nào. Những cái giả hành này bóng rất là đẹp như thế này ạ. Hình tiếp theo hình 20 em bán với giá là 190.000 đây, cho bảng chuỗi ngọc 20 này. Nói chung là mỗi một bảng tính cả thân ngắn dài là không rơi dưới 10 cô chú anh chị nhé. Đây là em đang nói là tính cả những cái thân nó ngắn ngắn như thế này, ngắn như thế này nó vẫn cho hoa nhé, chứ không phải là không cho nhé. Kể cả kỳ 51 thôi thì nó cũng đã cho hoa rồi ạ. Tiếp theo này, cái hình này là hình số 21. Hình 21, bảng 21 này em bán với giá 200.000 này. Bảng 22 đây ạ, bảng chuỗi ngọc 22 ạ. Em bán bảng này với giá là 190 nhé, cô chú anh chị nhé. Và bảng số 23, thân không hề non nớt một tí nào luôn. Thân nào thân đấy chắc khỏe, cứng cáp vô cùng luôn. Hình 23 em bán 180.000. Mà cô chú anh chị lưu ý là có rất là nhiều, cũng có nhiều thân nó ngắn dưới 20 cm, trên 10 mấy cm, trên 10 cm một chút nhé. Nên là khi cô chú anh chị đặt hàng lưu ý giúp em đấy ạ. Không hề bảo là hàng em gửi đi rồi cô chú anh chị lại bảo là sao gửi hàng ngắn thế, cái cây chuỗi ngọc thì nó chỉ tầm như thế thôi. Cái hình 24 này em bán 190 này. Và hình số 25 ạ. Hình số 25 em cũng bán là 190 này cô chú anh chị này. Đó, 190 nhá. Và hình số 26 cực kỳ là đẹp luôn á. Đây ạ, hình 26 này. Hình này thì nhiều, khá là nhiều thân dài, đẹp như vậy. Hình này em bán với giá là 200.000. Và hình số 27 em bán là 190.000. Giả hành thì bảng nào cũng như bảng nào, căng hết nấc luôn cô chú anh chị ạ, đẹp hết nấc luôn. Hình tiếp theo là hình số 28 này, em bán là 140.000 cho hình 28. Là hình cáo có 8 cây. Và hình 29 em bán là 13 cây, em bán 100.000. Bên này sẽ là cái giò dòng long tu xuân hàng đã thuần này. Đấy, cái bảng long tu xuân hàng thuần này thì em bán là 160.000. Có một cái thân này bị gập nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, 160.000 ạ. Tiếp theo hình long tu xuân 31, em bán cái bảng long tu xuân 31 này này với giá là 180.000. Có một cái thân to này nó bị gập này, mùa này đang xuống, chuẩn bị xuống lá dần rồi. Như cái hàng bên kia như cô chú anh chị thấy rồi đấy ạ, xuống lá hết rồi. Còn cái này hàng vườn mình được tưới nhiều hơn nên là bây giờ nó vẫn còn có lá như này thôi. Hình số 32 em bán là 100, đây là một cái bảng hoàng thảo vôi. Đấy, bảng hoàng thảo vôi này em bán với giá là 160.000, thân nú luôn. Và bảng số 33 em bán bảng này là long tu xuân này, với giá em bán là 150.000 cho bảng này. Và 34 này em cũng bán với giá là 160.000 này. Rất là nhiều thân luôn, chẳng qua nó rụng lá, nhìn nó hơi sơ xác. Bảng 35 long tu xuân ạ, em bán bảng này với giá 140. Nó có một cái thân, một hai thân bị gập này, hai một cái thân này bị gập này. Đấy, em bán bảng này 140, với bảng thân này thì cũng hơi sâu này. Tiếp theo hình 36 này. Bảng 36 này em bán là 170 nhá. Và bảng 38 em bán 120.
Long Tu Xuân đấy ạ. Đấy, bảng 38 này, bảng 39 này. Bảng 39 này em xin phép được bán với giá 160. Đấy, rất là đẹp luôn cái bảng này này. Bên này sẽ là những cái cây kiếm kiếm thái hoa vàng lưỡi trắng nhá. Hoa vàng lưỡi trắng là cái dòng kiếm mặt hoa đấy ạ. Bảng mặt hoa, cái chậu kiếm này em xin phép được bán với giá là 380.000. Là hình số 39, hình 40 này. Em bán hình này với giá 280. Hình 41 ạ, cũng rất là xung xuê đẹp đấy ạ. Hình này em cũng bán với giá là 320 ạ. Và hình 42 em bán là cũng 320 nhá. Và hình 43 em bán với giá là 43 này, em bán với giá là 330 ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu trầm cổ, hay người ta còn gọi là trầm thanh củi. Một cái dòng trầm đã được nhà vườn lưu giữ giống rất là lâu rồi. Đó. Với cái mặt hoa tím đậm và vô cùng thơm cô chú anh chị nhé. Tím cực kỳ là đậm như thế này và vô cùng thơm. Cô chú anh chị có thể lên Google hay lên bất kỳ những cái trang mạng nào mà cô chú anh chị tham gia, cô chú anh chị search cái trầm thanh củi hay là trầm trầm cổ nhá, thì nó sẽ ra cái mặt bông của cái dòng này. Cái hàng trầm thanh củi này này, trầm cổ này này, là một chậu hai thân, nó sẽ nở hoa vào thời điểm Tết ạ. Hoa bảo hành đẹp như vậy, toàn hoàn toàn đều ươm kia ạ. Cái chậu này hai thân cao từ khoảng tầm 50 cm, em bán chậu này với giá là 140 nhá. Đó, như cô chú anh chị thấy rồi ạ, mặt hoa tím lịm như vậy. Rất là đáng sưu tầm mà giá chỉ có hơn 140 đây. Cái chậu này em cũng bán 140 này. Cái chậu này cũng là hai thân rất là đều ạ. Và đấy là chậu 45 ạ, chậu 46 này. Đây, chậu 46 này em bán 150 nhá. Và chậu 47 này. Chậu 47 này cũng là chậu hai thân và em xin phép cũng được bán 150 ạ. Và chậu 48. Chậu này thì có một thân thôi, nó cao khoảng tầm trên 60 cm, thêm hai thân thấp hơn. Và chậu này em bán 120 cô chú anh chị nhá. Và tiếp theo là chậu số 49. Một cái thân nù ú luôn ạ và thêm hai thân thấp hơn bên dưới này này. Đó, cái chậu này thì em bán là 130.000, thân này phải dài khoảng tầm 80 cm ạ. Đấy, 80 cm rất là to bự nhá. Và tiếp theo là cái hình số 50. Hình 50 này là chậu này một thân duy nhất thôi, em sẽ bán với giá là 110.000. Và chậu số 51. Chậu 51 hai thân ạ. Thêm một thân nhỏ ở dưới nữa em bán với giá 150. Và chậu 52 em cũng bán 150, chậu này cũng có hai thân. Đấy. Hai thân trầm cổ hay là trầm thanh củi ạ. Bên này là trầm biên vàng. Trầm trầm rồng đỏ lá biên vàng đây cô chú anh chị nhá, hay còn gọi là lá tài lộc ấy ạ. Hiện tại thì người ta rất là chuộng những cái cây mà gọi là biên vàng như vậy đấy ạ. Và cô chú anh chị cùng ngắm qua cái mặt bông của dòng trầm biên vàng này. Vô cùng là tuyệt vời như thế này, với khuôn bông hoa cánh bầu nhá. Cân đối cánh bầu. Và cái sắc hoa thì cánh sáp bóng, rất là đẹp luôn, cánh sáp bóng dày rất là đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Cô chú anh chị mà nhìn thấy những cái bông hoa này đẹp nở ấy thì khẳng định cô chú anh chị là 100% cô chú anh chị phải trầm trồ trước cái vẻ đẹp của dòng trầm rồng đỏ lá biên vàng này ạ. Trầm biên vàng, em gọi là trầm biên vàng này nhá. Và cái hình số 53, trầm biên vàng 53 dài khoảng tầm 40 cm, em bán chậu này với giá 130 thôi ạ. Và trầm biên vàng 54, chậu này em cũng bán với giá là 100 cái chậu này thì em bán cũng với giá 130.000 ạ. Và chậu tiếp theo là chậu số 55, chậu này có hai thân ạ. Hai thân nhá. Đấy, thì một thân cao khoảng tầm 30 mấy sen, thân cao khoảng tầm 20 sen ấy, em bán với giá chậu này 150. Chậu số 56, chậu này em bán là 120, cao khoảng tầm 40/40. Và chậu tiếp theo là chậu số 57, chậu này hai thân nhá. Chậu này hai thân như này em bán với giá là 150. Và chậu tiếp theo chậu 58, chậu này cũng là hai thân ạ. Hai thân đẹp luôn, thân cao trên 40 sen luôn, cái chậu này em xin phép được bán với giá là 150. Cũng là 150 nhá, một thân cao khoảng tầm 20 sen. Và tiếp theo là chậu này thì cao trên 50 rồi ạ. Là chậu 59, em xin phép được bán chậu này với giá là 150.000. Đây, thân nù ú luôn nhé, cô chú anh chị nhé. Không chỉ đẹp về hoa mà đẹp thân vô cùng là đẹp luôn. Cái chậu số tiếp theo là chậu 660, em bán 130, cũng cao trên 40. Và chậu 61. Chậu 61 này em bán với giá là 120. Chậu này cũng cao trên 40 cm. Và chậu tiếp theo chậu 62 em cũng bán là 120 ạ. Và chậu 63. Chậu 63 này em bán là 160 nhá. Cái chậu này nó phải cao trên 50 cm ạ. Thân rất là to. Và tiếp theo là cái chậu này, là cái chậu 5 cánh trắng họng hồng. Chậu này có hai thân, hàng bây giờ đang xuống hết lá và bắt đầu là có nổi mắt nụ rồi. Nó sẽ nở hoa thời điểm Tết, hai thân cao trên 50. Em bán 200.000. Và chậu tiếp theo chậu 65, chậu này có ba thân nhá. Ba thân trong đó một thân bị gãy đấy ạ. Nên là cái chậu này em sẽ tính thành hai thân thôi, tức là chỉ có 200 ạ. Và tiếp theo là bên này sẽ là những cái chậu đen rô úc mắt đen.
Cái dòng đen đỗ úc mắt đen sẽ nở hoa vào thời điểm Tết nhé. Bình thường mọi năm như cô chú anh chị thấy rồi ạ, cứ đến Tết là người ta sẽ nhập hàng Dendro của bên Trung Quốc về rất là nhiều. Còn hàng này hoàn toàn của Việt Nam mình nhá. Em bán cái chậu này với giá là bao nhiêu? Chậu này với giá em bán 190 ạ. Chậu 67 này cô chú anh chị này, chậu 67 này em bán với giá là 180 này. Và bên này sẽ là hoàng phi hạc ạ. Hoàng phi hạc này bây giờ em thấy là cũng đang bắt đầu sưng mắt nụ rồi. Cái chậu này thì phải rơi vào ít nhất là 8 thân, em bán là 180.000 cho chậu hoàng phi hạc này. Thân ngắn tròn vo rất là đẹp. Tiếp theo là chậu số 69 này. Đây, cái chậu 69 này nhá. Nói chung là chậu này cũng phải rơi vào 8, ít nhất là 8 thân ngắn dài. Chậu này em cũng bán là 100. Chậu này em xin phép bán 180. Chậu tiếp theo là chậu số 70 ạ. Em cũng bán là 180.000 đây cô chú anh chị này. Đó, rất là đẹp luôn ạ. Đẹp. Và tiếp theo là chậu số 71 này. Chậu 71 này thì em xin phép được bán với giá 180 này. Chậu 72. Chậu 72 này thì em bán với giá là 120 nhá cô chú anh chị nhá. Đây, có hai thân dài và khá là nhiều thân thấp ở bên dưới, em bán 120. Tiếp theo là chậu 73. Chậu 73 này thì em cũng xin phép được bán là 180.000. Và chậu 74 ạ, là một cái giò giả hạc Hawaii tím xưa. Cái chậu này có 4 thân, em bán 200.000. Bên này đây sẽ là những cái con dao được rèn ra bằng phương pháp thủ công từ những cái loại thép gọi là đẹp nhất của làng nghề Phúc Sen nhé của chú chị. Dao chặt thái tái nhám hai bên với giá 250. Dao chặt thái bằng thép không gỉ ạ, có ngâm muối cũng không gì luôn, em bán cũng với giá 250.000. Con dao cũng chuyên chặt thái và con này là truyền thống, con bản truyền thống cán sắt với giá 140. Con dao chuyên chặt thái, đây, con dao chuyên chặt thái. Con này em bán với giá là 220. Con dao chuyên chặt thái bầu nhọn này, con này em bán 250. Và con dao chuyên thái truyền thống với giá em bán là 190. Con dao chuyên thái này đuôi cong em bán con này với giá 200, cán gỗ bằng chỉ và con dao chuyên thái nhỡ em bán với giá 160. Và con dao này, con dao bầu nhọn này, dao bầu nhọn đánh nhám hai bên em thái lọc được, em bán với giá là 250, con này rất là đẹp luôn. Con tiếp theo là cái con này, là con dao cũng chuyên thái lọc, em bán với giá 220. Con dao chuyên thái lọc này em cũng bán 220. Con dao bầu nhọn này với giá là 120. Con dao quắm to với giá 150, con dao quắm nhỡ với giá 120 ạ. Và bên này sẽ là những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng nhé. Miền rong theo đén 100.000, sim khô 100, nấm ngọc cẩu 200 chứ, nấm ngọc cẩu là 200. Và chuối hợp khô 100, măng mầm khô với giá là 200. 200 một cân và nửa cân là 2 kg măng mầm của vùng Bảo Lạc Cao Bằng ạ. Dế mú tần với giá là 100, dế mú tần này với giá 120, tần gửi cây chanh 230, tần gửi cây mía là 190 và hoàng tinh là 200, hà thủ ô đỏ với giá là 300. Bên này em vẫn có vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong 1 kg và dưa rừng là 50.000 trong 1 kg nhé. Và rất là nhiều những chế phẩm ở đây ạ. Duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, dưỡng chất AB 85.000, hồng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp, Atonic là 10.000 trong một gói. B1 thái với giá 40.000 trong một lọ, B12 giải độc cho cây 30.000 trong một lọ. Siêu dưa dễ N30M 35.000 trong một lọ. Và liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen là 50.000. ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát được, ba loại phân bón lá đồng giá 30.000 cho một lọ này. Cáp tan đặc trị thối nhũn với giá là 35.000 cho một lọ nhé. Và super thai cái hormone tăng trưởng 85.000 cho một lọ, kim kim bum đặc trị thối nhũn với giá 25.000 cho một gói, chi sô đề ma phân bón vi sinh kháng nấm với giá là 15.000 cho một gói, phân bón dạng túi lọc với giá là 35.000 cho một gói, gồm 20 túi lọc bên trong một hộp như vậy. Và cái này là cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ được làm từ phân trâu, đỗ tương và dịch chuối, trộn men vi sinh, trộn kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, ủ trên vòng trên 2 tháng của chú anh chị nhé. Một sản phẩm phân bón hữu cơ cung cấp dinh dưỡng tuyệt đối cho cây trồng cũng như là hạn chế nấm bệnh một cách tối đa nhất. Đó, và một cái sản phẩm phải nói là rất là chất lượng và giá chỉ có 35.000. Dám khẳng định cô chú anh chị là không kém cạnh bất kỳ một cái thương hiệu nổi tiếng nào. Và hiện tại thì được rất là nhiều nhà vườn người ta đang tin và sử dụng rồi. Sản phẩm này là hoàn toàn sản phẩm sản xuất từ địa phương và làm rất là cầu kỳ cô chú anh chị nhé. Rất là kỹ càng luôn. Còn bên này em vẫn có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt, em bán là 40.000 cho một lọ. Hoàn toàn từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng nhá. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay.